Chào mừng các bác đã quay trở lại với chuyên mục CD mới đầu tuần lên sóng vào mỗi tối thứ hai trên kênh YouTube của Yến Âm Thanh Bãi Hà Nội. Trước khi cùng nhau khám phá những album đặc sắc của tuần này thì em xin mời các bác cùng chơi mini game đoán số trúng thưởng với em nhé. Bác chữ số cuối trong series từ 500 em đã che rồi và mọi người vui lòng bình luận ở phía dưới clip YouTube tối đa là 5 lần nhé. Ba chữ số của tờ 500 này. Nếu mình đoán trúng cả ba chữ số series thì em sẽ tặng cho mình là 3 CD miễn phí trị giá là 450, hoặc là chỉ cần đoán trúng hai chữ số cuối thôi là vẫn được tặng một CD trị giá 150. Và như thường lệ thì kết quả em sẽ công bố vào tối thứ 6 tuần này trong chuyên mục CD yêu thích phần thứ 59 nhá. Tuần này thì sẽ là một tuần toàn là những cái chương trình nhạc vàng bolero hải ngoại thôi, bởi vì là những cái số lần trước thì em đã giới thiệu những cái album nhạc Việt, nhạc acoustic và nhạc nước ngoài nhiều rồi, thì hôm nay mình lại nhường chỗ cho cái chủ đề dòng nhạc vàng nhá. Thì cái trong đầu tiên thì em sẽ để một số những cái album bolero ca sĩ trẻ mới là rất là hay này, một số những chương trình của Giao Linh tổng hợp này, và những cái album của Chế Linh, Duy Khánh này, của Tuấn Vũ này, và của Thúy Nga, Asia đặc sắc, và đương nhiên là không thể thiếu danh ca Trường Vũ rồi. Các bác quan tâm hoặc là muốn mua lẻ album nào có thể chụp ảnh màn hình hoặc là nhắn đúng tên đĩa, tên ca sĩ gửi qua Zalo giúp em 0912906897. Số với anh nhận ship COD từ 3 đĩa trở lên, miễn phí ship từ 700.000. Bác nào mua đơn từ 10 đĩa hoặc từ 1,5 triệu thì bên em sẽ tặng thêm một đĩa kỷ niệm. Và bây giờ mình cùng mở đầu với những cái chương trình đĩa bolero của ca sĩ mới trong nước nha. Đây là một cái chương trình tình khúc Trúc Phương tổng hợp rất là nhiều những cái giọng ca trẻ được ưa mến như là Trọng Hải này, có Phương Anh, Phương Ý, có Sa Huỳnh, có Thúy Huyền, có Huỳnh Thật. Các bác xem thử clip bài nhá, để trả lời một câu hỏi: mưa nửa đêm, tàu đêm năm cũ, 24 giờ phép hay là hai lối mộng, nửa đêm ngoài phố. Album Tự Tình Trong Đêm nhá, tình khúc Trúc Phương với rất là nhiều những ca sĩ trẻ được ưa mến trong nước. Và đều là những cái giọng ca khá là nổi tiếng rồi, đặc biệt là bác nào mà hay xem YouTube các thứ thì chắc hẳn là không còn xa lạ gì với những cái lứa ca sĩ trẻ bolero này. Tự Tình Trong Đêm 150 nha. Tiếp đến là Ai Cho Tôi Tình Yêu, cũng là tình khúc Trúc Phương đây. Ta tiếp tục có những Thoại Nhân, Sa Huỳnh, có Huỳnh Thật, có Tố Mi hay là Phương Anh, có Thúy Anh hát những ca khúc như là Chuyện Ngày Xưa, Ai Cho Tôi Tình Yêu, Trên Bốn Vùng Chiến Thuật, Bông Cỏ May, Đêm Tâm Sự, Con Đường Mang Tên Em. Ai Cho Tôi Tình Yêu em đang giao cũng là 150 nhá. Phố Đúc Lòng Trắng chất lượng cao nhá. Tổng hợp rất là nhiều những ca sĩ, mình nghe nó không bị nhàm. Một ca sĩ trẻ của trung tâm Thúy Nga cũng mới phát hành gần đây, đó là Thành Phố Mưa Bay, giọng ca Phương Yến Linh nhá, rất là đặc biệt luôn. Ở Thành Phố Mưa Bay, Hai Chuyến Tàu Đêm, Tấm Ảnh Không Hồn, Chuyện Đêm Mưa hay là Mưa Đêm Ngoại Ô, Mất Nhau Rồi, Mưa Nửa Đêm. Phương Yến Linh nhá, giọng ca mới của trung tâm Thúy Nga. Chất giọng rất là đặc biệt các bác, chỉ cần nghe thử một lần thôi là có thể sẽ thấy ấn tượng đấy ạ. 150. Một cái chương trình nữa là Phượng Buồn, tổng hợp rất là nhiều những thế hệ ca sĩ sau này của hãng, như là có Như Quỳnh, có Hạ Vi, Duy Trường hay là những cái lứa Quang Lê, Mai Thiên Vân và có cả Mạnh Quỳnh. Các bác xem thử đít bài nhá: Thiêng Liêng Tình Mẹ, Thư Cho Vợ Hiền, Bội Bạc, Phượng Buồn, Hoa 10 giờ. Nhưng mà em thích nhất là cái bài đầu tiên luôn, ca khúc Khi Đã Yêu rất là ngọt ngào của Như Quỳnh, cũng là thần tượng một thời của em đây. Bây giờ thì mình thần tượng nhiều ca sĩ khác rồi, nhưng mà hồi xưa, hồi mà mới đầu nghe nhạc vàng bolero là cực kỳ là mê giọng hát của Như Quỳnh. Em muốn Phượng Buồn nhá, em đang giao 150. Mạnh Quỳnh, cho bác nào thích nghe những tuyệt phẩm bolero, album có tên là Hai Vì Sao Lạc. Hiện tại thì Mạnh Quỳnh em đang có còn một cái đĩa này của Mạnh Quỳnh riêng thôi, còn đâu là những cái album mà chung với những ca sĩ khác. Sầu Tím Thiệp Hồng, Hoa Tím 10 giờ, rồi thì Vì Trong Nghịch Cảnh, Phượng Buồn, Hạnh Phúc Quanh Đây, Liên Khúc Nghèo. Trong này có một số bản song ca với Phi Nhung cũng khá là nổi tiếng. 150 nhá, Phố Đúc Lòng Trắng. Rồi, bây giờ mình chuyển sang những album của Giao Linh được không nào? Nhắc đến Giao Linh thì không thể bỏ qua Cuối Nẻo Đường Tình, album Giao Linh 7, cực kỳ là kinh điển. Cứ nhắc đến Nữ Hoàng Sầu Muộn là phải nhắc đến Những Vùng Lá Máy Bay đúng không nào? Cuối Nẻo Đường Tình, Phố Cũ Về Đêm, và trong này có cả một ca khúc cực kỳ là nổi tiếng nữa, đó là Ngàn Thu Vĩnh Biệt, bài đầu tiên luôn. Ngoài ra thì Giao Linh 7 cũng hay, mà Giao Linh 8 các bác có thể mua cả Giao Linh 8 nhá. Đêm Du Điệu Nhớ cũng là cái chương trình em thấy rất là nhiều khách thích cũng như là khách hỏi. Cái này 150 nhá. Ngoài ra em đang có cả phiên bản xịn hơn một chút thì em đang giao là 320, Phôi Sọc Mỹ, có đây là đĩa F 150. Giao Linh Gió Về Miền Xuôi tuyển chọn đặc biệt này, mình xem thử list xem nào. Có Mưa Rừng, có Qua Cơn Mê, có Tấm Ảnh Không Hồn, Thương Về Vùng Hoàng Tuyến hay là Áo Trắng Ngày Vu Quy, Xin Thời Gian Qua Mau. Album Gió Về Miền Xuôi cũng là 150 nhá. Và toàn bộ
hôm nay là có gần 30 album thì đều đồng giá. Em đang giao là 150 một chiếc như này, phô đúc lòng trắng. Cái phô này là không kén đầu đâu các bác yên tâm. Ở bên em sẽ nhận ship số OD từ 3 đĩa trở lên, miễn phí ship từ 700 ngàn. Bác nào mua đơn từ 10 đĩa hoặc từ 1,5 triệu, em sẽ tặng thêm một đĩa để kỷ niệm. Giao link nửa đêm thương nhớ cũng có giá là 150 này. Trong này thì có Lan vào Điệp, có khu phố ngày xưa rất là hay, có mưa đêm ngoài ô và kỷ niệm buồn không phải tại chúng mình. 150 nha, đĩa rất là đẹp. Giao link nhạc tuyển nửa đêm thương nhớ nha. Hương Lan, Giao Linh và Tuấn Vũ, lần đầu tiên mà ba danh ca góp mặt trong album của trung tâm làng văn có tên là Đêm Tâm Giao. Và trong này thì em rất là thích một cái bản của Hương Lan, không biết là các bác nhận ra không, đó là cái ca khúc Trả Lại Cho Tôi. Hương Lan hát bài này cực kỳ hay. Các bác có thể tham khảo cả một cái bản song ca Tuấn Vũ Hương Lan nữa là Tàu Về Quê Hương thì cũng rất là tốt nhá. Đêm Tâm Giao rất là nhiều ca khúc hay nè, ba danh ca đình đám lúc đó. Đĩa F1 150 nhá. F1 nhưng mà họ làm phôi rất là đẹp, rất là chuẩn chỉ. CD VCA này. À bây giờ thì mình cùng chuyển sang một số những cái giọng nam tiêu biểu thời kỳ trước, đó là Chế Linh, Duy Khánh, Tuấn Vũ, nằm trong album em gọi là cái này là biệt kinh kỳ nhá. Trường Cũ Tình Xưa, Tình Đời Tay Trắng, Quán Nửa Khuya, Vọng Các Đêm Sương, Hàn Mặc Tử, với ba tượng đài của làng nhạc vàng đây rồi. 150 nhá, đĩa rất là đẹp. F1 thôi nhưng mà cầm lên trông cũng khá là xịn sò. 150 phố đúc nhá. Huế Mù Sương, toàn bộ clip hôm nay thì em sẽ sử dụng những ca khúc trong cái album đĩa tủ này của em, hay em hay gọi đây là đĩa thuốc thử loa, bởi vì căn bản là những ca khúc trong này âm thanh thử âm chép ấy rất là sáng, rất là nhuyễn, nó tơi, nó bay cực kỳ luôn. Mà cũng là những bản rất là dễ nghe. Các bác vừa được nghe thử những tiếng hát trong sương này, rồi thì Thương Về Miền Đất Lạnh, Huế Mù Sương của Hương Lan. Ngoài ra trong này có cả Thanh Tuyền với Giấc Ngủ Cô Đơn, có Chế Linh, Những Chuyện Tình Mong Manh và Lãnh Trọn Đêm Mưa nữa. Cái album cực kỳ là, nói chung là khá là quen thuộc rồi và đáng để anh em sưu tầm. Hiện tại thì em chỉ có F1 thôi, còn đĩa xịn thì đang tạm hết hàng. F1 phôi EFPI, họ làm phô đúc trông khá là đẹp. 150. Tiếng hay nhở, thực sự là cái đĩa này nghe hoài không chán luôn ấy. Nụ Cười Chua Cay, album này là của Chế Linh nha. Mà có một số ca sĩ khác nhờ Hương Lan nữa, với cả Thanh Tuyền. Các bác xem thử ít bài giúp em: Linh Hồn Tượng Đá, Một Loài Chim Biển, Nhìn Thu Vĩnh Biệt, Ga Chiều Phố Nhỏ, Một Chuyến Xe Hoa. Album rất là buồn cười, tên là Nụ Cười Chua Cay nhưng mà lại không có bài Nụ Cười Chua Cay, mà lại toàn những bài khác thôi. Em không hiểu tại sao là hãng trung tâm lại đặt tên là Nụ Cười Chua Cay vậy. Đây là trung tâm Mai Khanh phát hành. 150 nha. 24 Giờ Phép, một album của Chế Linh, Thiên Trang và Giao Linh. 24 Giờ Phép, Bóng Nhỏ Đường Chiều, Nỗi Buồn Hoa Phượng, và đặc biệt là Thiên Trang có hát một bản trong này cực kỳ là hay, đó là ca khúc Thành Phố Buồn, bản số 9 nha. Album 24 Giờ Phép, 150. F1 nha. Và nhắc đến những cái giọng ca mà hồi xưa, mà thời mà cùng với Giao Linh các thứ gì, có thể mọi người bỏ lỡ mất cả Lưu Hồng, cũng là một tiếng hát em phải đánh giá rất là cao, bởi vì là phong cách hát của Lưu Hồng có thể chơi được cả những cái bản nhạc từ tiết tấu chậm này, buồn này, cho đến cả những bản nhạc bebop, salsa, những cái bản nhạc mà tiết tấu nó nhanh ấy, những cái tiết tấu nó sôi động kiểu bolero. Lưu Hồng nhạc tuyển nhá, 10 tình khúc bolero được yêu cầu nhiều nhất này: Cái Đắng Tình Đời, Đôi Ngả Đôi Ta, Chuyện Tình Lan Vào Điệp, Nếu Đời Không Có Anh. Một tiếng hát rất đặc biệt luôn đấy ạ. Và em sẽ cố gắng làm thêm một clip tổng hợp đầy đủ hơn những chương trình của Lưu Hồng. Em nhớ là cũng phải có tầm khoảng 5-6 đĩa đấy, khá là nhiều chương trình hay. Mà Lưu Hồng nhạc tuyển này có rất là nhiều những bài ok này, Về Đâu Mái Tóc Người Thương nha. 150. Wow, làm sao mà có thể bỏ qua được Tuấn Vũ trong cái chuyên đề nhạc vàng ngày hôm nay đúng không nào? Mình gọi là tiếng hát Phượng Hoàng cơ mà. Tuấn Vũ, tiếng hát để đời, album Phượng Hoàng số 11. Anh này em giao 150 nhá. Ngày sau sẽ ra sao, ngày mai tôi về, Bông Cỏ May, Chuyến Đò Không Em, Sao Em Vô Tình. Tuấn Vũ, tiếng hát để đời, 150 nhá. Tổng hợp khá là nhiều ca khúc hay, trung tâm Phượng Hoàng phát hành. Bây giờ chỉ có F1 không có gốc nhá.
Hay là nó không còn đĩa xịn nữa rồi. Và Đôi Mắt Ngày Xưa, một chương trình kinh điển anh em hay dùng để thi thố đây. Cái này thì em đang có cả bản F1, đây là 150, và có một bản đĩa xịn hơn, phôi sọc Mỹ, thì cái đấy là 320, cho bác nào mà thích chơi phôi tốt hơn. Album của Trung Tâm Giáng Ngọc. Và đây cũng là một cái album đánh dấu cực kỳ đỉnh cao của cặp song ca huyền thoại Tuấn Vũ, Giao Linh. Mọi người cứ tưởng là hai người là bằng tuổi nhưng không phải nha. Giao Linh là đàn chị và lớn tuổi hơn Tuấn Vũ tương đối. 150 nha. Nhớ Nhau Hoài, Thanh Tuyền, Tuấn Vũ, Sơn Tuyền. Chương trình này khá là hay. Em nhìn qua list bài thì thấy có Hoa Trinh Nữ của Tuấn Vũ này, có Sơn Tuyền với Ngày Đó này, có Thanh Tuyền Nhớ Nhau Hoài, và đặc biệt là một ca khúc song ca, đó là Thanh Tuyền Tuấn Vũ Gặp Nhau. Tiếng rất là tốt, hòa âm của nhạc sư Lê Văn Thiện. 150 nha. Tuấn Vũ Kể Chuyện Trong Đêm, album này được thu âm sau này của Trung Tâm Asia khoảng những năm 2000 lẻ mấy gì đấy. Và đây là một chương trình tiếng âm thanh rất là tốt vì hòa âm của Trúc Hồ làm hay, rất là tưng bừng khói lửa. Có kể chuyện trong đêm của Tuấn Vũ Mỹ Huyền này. Trong này hầu hết là những bản song ca nhá. Tuấn Vũ với Thanh Lam, Tuấn Vũ với Kim Anh, Tuấn Vũ với Phương Dung, Tuấn Vũ với cả Thanh Tuyền các thứ, cả Sơn Tuyền. Nhiều ca khúc hay, hòa âm tốt. Cũng là 150 nhá. Đây là một trong số ít những cái chương trình mà Tuấn Vũ thu âm sau này của Trung Tâm Asia. 150. Đấy, vừa nhắc đến Trung Tâm Asia thì hôm nay em cũng có một số những cái chương trình nhạc vàng, có thể coi là những cái chương trình mà đĩa rất hay dùng để thử máy. Bởi vì đây là trong những cái đĩa này thì nó sẽ có nhiều những ca sĩ tổng hợp và nhiều những cái bài hát kinh điển của Trung Tâm, như là Đêm Buồn Tình Lẻ của Asia là trong này. Toàn là những cái bản rất là quen luôn nhá. Từ Vườn Tao Ngộ của Tuấn Vũ Sơn Tuyền, cho đến Con Đường Mang Tên Em của Chế Linh Thanh Tuyền cũng có này. Có Những Con Đường Trắng qua tiếng hát của Chim Vàng Mỹ Tho Hoàng Oanh, hay là Những Đêm Buồn Tình Lẻ, Ba Tháng Tạ Từ với Trường Vũ, với Phi Nhung, rồi thì với cả Duy Linh, Bảo Tuấn. Hòa âm Trúc Hồ, Trúc Sinh làm cực kỳ đỉnh. Cái này có cả phiên bản đĩa xịn nhá. Đĩa xịn hơn, phôi sọc thì là 450, còn đây đĩa F1 150 vừa tiền hơn. Nhưng mà chất lượng tiếng em đảm bảo là vẫn phải đạt 9/10. Mưa Đêm Tình Nhỏ cũng thế, cũng lại là một cái album tổng hợp của Asia. Và những ca khúc trong này thì chủ đề sẽ là về mưa, đương nhiên rồi. Mưa Đêm Tình Nhỏ, Mưa Rừng, Hai Mùa Mưa, Mưa Trên Phố Huế. Với tiếng hát của Hoàng Oanh này, Bảo Tuấn này, Chế Linh Thanh Tuyền, Phi Nhung Trường Vũ. Đấy, vẫn một loạt những ca sĩ giống như là Đêm Buồn Tình Lẻ. 150 nha. Đĩa này có cả bản xịn ấy, bản xịn hơn thì tham gia là 450. Đĩa của Hải Ngoại Phát Hành, phôi sọc Mỹ. Thường là nếu mà phôi tốt hơn thì âm thanh của nó cũng sẽ cải thiện hơn một chút. Ở Hương Lan Nụ Hoa Nhỏ, rất là quen thuộc đúng không nào? Cứ nhắc đến Hương Lan là Nụ Hoa Nhỏ lại là cái album mà nảy lên đầu tiên. Bởi vì là trong này những cái ca khúc được Trung Tâm Thúy Nga làm rất là chỉn chu. Và đặc biệt là có hai cái bài song ca của Tuấn Vũ cực kỳ đỉnh, đó là Gió Về Miền Xuôi và Con Cuốc Việt Nam. Nhẹ nhàng, sâu lắng. Giọng hát của Hương Lan thì thực sự là không có điểm gì để chê rồi. Nụ Hoa Nhỏ nha, 150. Có cả bản xịn nha, bản xịn. Phôi chính hãng của Thúy Nga là 700.000, còn đây là F1, 150. Xa Vắng Thiên Kim, một giọng nữ nhưng mà có chút trầm khàn, rất là đặc biệt. Và càng nghe càng thấy nghiện, như là Sầu Lẻ Bóng, Phút Cuối. Có Lâu Đài Tình Ái, song ca Quốc Khanh rất là hay nha. Xa Vắng Thiên Kim. Và ngoài khả năng ca hát rất là quyến rũ ra thì Thiên Kim còn có tài năng chơi đàn bầu, các bác nhớ không nhỉ? À chơi, đúng rồi, chơi đàn tranh chứ quên, mình bảo bầu. Thiên Kim chơi đàn tranh. Hiện tại em đang có hai cái đĩa gốc của Thiên Kim chơi đàn tranh, các bác có thể tham khảo thêm. Mình có nhắn qua Zalo thì em sẽ gửi ảnh thêm cho mình chọn nhá. Tình Ca Lính, Trường Vũ viết từ KBC. Hôm nay là có một số những cái chương trình tổng hợp của Trường Vũ cho các bác nào mà thích nghe anh ngoảnh đây. Tình Ca Lính, cái này là album khá là quen rồi. Có 16 Trăng Tròn, có 10 Năm Tái Ngộ, Dã Từ Vũ Khí, các thứ, Mùa Sầu Riêng. Viết từ KBC này, với cả Nói Vào Tôi, vẫn là hai cái album phải nói là cực kỳ đỉnh của Trường Vũ đúng không nào? 150 nha.
Trường Vũ, Tí Ngọ của tôi cũng hay. Các bác quan tâm hoặc là muốn mua lẻ album nào có thể chụp ảnh màn hình hoặc là nhắn đúng tên đĩa gửi qua Zalo giúp em. Cũng là 150 nha. Tí Ngọ của tôi. Và Trường Vũ nói vào tôi này, vừa nhắc đến xong. Phát hành của Trung tâm Phượng Hoàng. Ngày đó xa rồi, vọng các đêm sương, đời tình viết vội, được tin em lấy chồng, tình bơ vơ, để đĩa F 150. Ngoài ra thì hiện tại em đang có cả bản phôi xịn hơn, là đĩa chính hãng của Phượng Hoàng, có tem mác đầy đủ, thì cái đấy là 350 nhá. Và Trường Vũ gặp nhau làm chi, sau này thu âm của Trung tâm Asia, sau những năm 2000. Từ lúc em đi căn nhà ngoại ô, gặp nhau làm chi, cõi nhớ, 3 tháng quân trường, rừng lá thấp, chuyện người con gái ao sen. Cũng là 150 nha. Gặp nhau làm chi, album bản xịn hơn thì em đang giao là tầm hơn 500 gì phải. Và kết thúc clip hôm nay thì em có chọn thêm một ca sĩ nữa cho đủ bộ gần 30 album, đó là Tiếng Hát Randy, album vol 1. Randy có Huế đã xa rồi này, có được tin em lấy chồng cho vừa lòng em, hay là Đôi Mắt Ngày Xưa, Thương Hận, Xin Gọi Nhau Là Cố Nhân. Ngoài ra thì các bác cũng có thể mua thêm những cái bản mà Randy với Mỹ Huyền, Trung Tử Lưu hát hợp khúc Tình Yêu cũng rất là hay nhá. Thì cái đấy, loạt đấy thì em sẽ đã làm clip riêng rồi, mình có thể nhắn qua Zalo, em sẽ gửi ảnh cho mình chọn. Ok, vậy tuần này thì em đã đổi gió cho cả nhà, vì những tuần trước là mình hay giới thiệu nhạc Việt hay là những album đĩa mới nhiều rồi, thì bây giờ là mình đã trở lại với cái chuyên đề là những cái dòng nhạc vàng, nhạc xưa, hải ngoại kinh điển. Các bác quan tâm hoặc là muốn mua lẻ album nào có thể chụp ảnh màn hình hoặc là nhắn đúng tên đĩa gửi qua Zalo giúp em nhé, 0912 906 897. Và cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Còn bây giờ xin phép chào tạm biệt và chúc các bác nghe nhạc thật là vui vẻ.